Rồi, tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành của các chất đầu và sản phẩm. Ở đây ta sẽ có phản ứng số 1. CaCO3 ở trạng thái rắn ha, chúng ta đun nóng lên. Chúng ta được CaO ở trạng thái rắn và CO2 trạng thái khí. Rồi, ở đây thì chúng ta có biến thiên enthalpy tạo thành là delta F formation ha, enthalpy ở điều kiện chuẩn. Điều kiện chuẩn thì có em sẽ thêm 298 và 0 vào của CaCO3 để bài cho là âm 1206,9 kilojoule trên mol, của CaO để bài cho là âm 635,1, còn của CO2 để bài cho là âm 393,5. Tất nhiên đơn vị của enthalpy tạo thành là kilojoule trên mol, biến thiên enthalpy tạo thành. Bây giờ về công thức thì biến thiên enthalpy của phản ứng là delta R ở điều kiện chuẩn thì chúng ta sẽ bằng là tổng biến thiên enthalpy tạo thành của các sản phẩm ở điều kiện chuẩn của sản phẩm. Đó, để em trừ đi biến thiên enthalpy tạo thành. Của các chất đầu. Rồi. Bây giờ chúng ta thay số vào ha. Thay số vào chúng ta sẽ có này. Của sản phẩm CaCO3 là âm 635,1. Đấy. Cộng tiếp cho âm 393,5 và trừ cho chất đầu. Chất đầu của chúng ta gồm CaCO3 âm 1006,9. Rồi, và chúng ta sẽ bấm ra kết quả nhé. Rồi, thì kết quả của chúng ta sẽ là một trăm bảy mươi tám phẩy ba đơn vị là kilojoule. Đấy, như vậy đây là một cái phản ứng thu nhiệt ha. Rồi, tiếp theo đây thì ta sẽ qua cái phương trình thứ hai, Fe2O3 cộng với nhôm nhá. Phản ứng thứ hai của chúng ta Fe2O3 trạng thái rắn này cộng với nhôm, trạng thái rắn luôn, nó thu được Al2O3 và Fe. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tính viết cái biến thiên enthalpy tạo thành. Enthalpy tạo thành là F này ở điều kiện chuẩn là 2980. Fe2O3 để bài cho là âm 825,5. Còn biến thiên enthalpy tạo thành của nhôm là đơn chất thì là 0 nhá. Rồi. Của Al2O3 để bài cho là âm 1676,0 kilojoule. Còn sắt là đơn chất tất nhiên cũng sẽ là 0. Thì đơn vị của biến thiên enthalpy tạo thành là kilojoule trên mol nhá em nhé. Như vậy chúng ta sẽ có này. Biến thiên enthalpy của phản ứng này ở điều kiện chuẩn theo công thức thì bằng tổng biến thiên enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn của sản phẩm, nhớ là của sản phẩm nha, sau đó trừ đi tổng biến thiên enthalpy tạo thành của các chất đầu, của chất đầu này. Rồi, và thay đây chúng ta sẽ có của sản phẩm gồm có Al2O3 là 1676,0. Chúng ta có 2 Fe và 2 nhân 0, 2 nhân 0 thì vẫn là 0 thôi. Sau đó trừ cho các chất đầu gồm có Fe2O3 là âm 825,5
cộng cho AL nhôm 2 nhôm, nhôm là 0. Và vẫn ta sẽ bấm. Âm 850,5. Đơn vị là kilojoule. Như vậy đây là cái phản ứng có delta H nhỏ hơn 0. Và đây là phản ứng tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt em nhé. Thì ra ở câu 1 là chúng ta đã tính được cái biến thiên enthalpy tạo thành, tính biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào biến thiên enthalpy tạo thành của các chất chất đầu và sản phẩm. Rồi. À, tiếp tục qua câu 2 nhé. Câu 2. Ở câu 2. Chất enthalpy tạo thành của các chất như thế này. Ở câu A yêu cầu là hãy tính biến thiên enthalpy của các phản ứng đốt cháy 1 mol benzen hoặc là 1 mol propan trong khi oxygen để tạo thành CO2 và nước. Thế thì đầu tiên chúng ta ở đây có hai phản ứng ha. Phản ứng đầu tiên là chúng ta sẽ cho đốt cháy benzen C6H6 ở trạng thái lỏng ha, cộng oxygen trạng thái khí để thu được CO2. Thì chúng ta có 6 carbon, chúng ta sẽ thu được 6 CO2. Thu được nước. Nước ở đây thì chúng ta có là 6H thì chúng ta sẽ thu được 3 nước em nhé, 3 nước. Tất nhiên CO2 là trạng thái khí, còn nước ở đây khí đốt cháy cũng là trạng thái khí luôn. Sau đó chúng ta sẽ viết cái biến thiên enthalpy tạo thành delta F của các chất này ở điều kiện chuẩn. Thì với benzen để cho là 49, dương 49 phải không? Ở đây chúng ta cân bằng oxy O2 ở đây các bạn. 6 x 2 là 12, cộng với 3 là 15. Vậy oxy đây là 15/2. Còn tất nhiên là biến thiên enthalpy tạo thành của oxygen là đơn chất thì là 0 nhé. CO2 là âm 393,5. Còn nước là âm 241,82. Tất nhiên đơn vị là kilojoule trên mol nhé. Kilojoule trên mol, enthalpy tạo thành. Rồi. Thì đây ta sẽ tính theo công thức là biến thiên enthalpy của phản ứng ở điều kiện chuẩn vẫn bằng tổng biến thiên enthalpy tạo thành của sản phẩm và trừ đi tổng biến thiên enthalpy tạo thành của các chất đầu. Rồi, chúng ta sẽ bấm máy. Chúng ta sẽ thay vào. Ở sản phẩm gồm có CO2 và H2O. Với CO2 thì chúng ta có 6 CO2, các bạn cho nhân số 6 này và nhân cho âm 393,5. Nếu nhân hệ số này. Nước là 3 lần. Âm 241,82. Sau đó trừ cho chất đầu gồm có benzen là 49 này. Còn oxy là 15/2 nhưng mà nhân cho 0 thì vẫn là 0 thôi. Rồi sẽ bấm máy cái này. Âm 3135,46 kilojoule. Như đây là cái phản ứng tỏa nhiệt các em nhé. Rồi, thì tiếp theo ta sẽ tính nhìn biến thiên enthalpy của phản ứng khi mà đốt cháy 1 mol propan nha. Tiếp theo sẽ là 1 mol propan. Thì phản ứng của propan
propan C3H8, trạng thái khí này, cộng với oxygen trạng thái khí, chúng ta cân bằng. Có 3 carbon thì chúng ta sẽ thu được 3 CO2 trạng thái khí, và có 8 H thì chúng ta thu được 4 nước ở trạng thái khí luôn. Chúng ta cân bằng oxy, 3 là 6, 4 là 10, vậy chúng ta sẽ có 5 O2. Sau đó viết biến thiên enthalpy tạo thành của các chất. Biến thiên enthalpy tạo thành F ở điều kiện chuẩn của propan, đề bài cho là âm 105,0. Oxygen tất nhiên là 0. CO2 là âm 393,5. Còn nước thì âm 241,82. Tất nhiên đơn vị sẽ là kilojoule trên mol nhé. An tạo thành là kilojoule trên mol. Rồi. Như vậy biến thiên enthalpy của phản ứng R ở điều kiện chuẩn thì theo công thức thì vẫn phải là tổng biến thiên enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn của sản phẩm. Các bạn sẽ trừ đi tổng biến thiên enthalpy tạo thành ở điều kiện chuẩn của các chất đầu. Đó, và các em thay vào ha. Thay vào. Thì sản phẩm chúng ta gồm có CO2 và nước. Và tuy nhiên thì CO2 cân bằng là 3 nhân cho âm 393,5. Của nước là 4, chúng ta 4 nhân cho 2 âm 241,82. Sau đó trừ cho chất đầu, thì chất đầu chúng ta gồm có propan, có 1 propan thôi, âm 105,0. Còn oxy là 5, nhưng mà 5 nhân cho 0 thì vẫn là 0. Và chúng ta sẽ bấm máy cái này. Âm 2042,78, đơn vị là kilojoule. Như vậy đây cũng là một cái phản ứng gọi là tỏa nhiệt nhé. Đốt cháy propan là phản ứng tỏa nhiệt. Vậy chúng ta đã tính xong khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan này thì nó sẽ tỏa ra một lượng nhiệt lượng là 2042,78 kilojoule. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu B là so sánh nhiệt khi đốt cháy hoàn toàn 1 gram propan với nhiệt lượng khi tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gram benzen em nhé. Rồi, ở câu B là so sánh nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gram propan so với nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 gram benzen. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đổi 1 gram benzen thành số mol benzen nhé. Thì số mol của benzen là C6H6 này. Và sẽ có là số mol thì bằng M nhỏ chia M lớn đúng không? M nhỏ là 1 gram. Và M lớn của benzen là 78 mol. Đấy. Đầu tiên là đổi số mol như vậy. Thì tiếp theo ta sẽ lập luận như sau. Ở cái phương trình phản ứng trên, ở cái phương trình đốt cháy phương trình 1 này, khi đốt cháy benzen thì cái nhiệt lượng tỏa ra là âm 3135,46 kilojoule. Chúng ta hiểu là vậy là khi chúng ta đang đốt 1 mol này, đó, đốt cháy 1 mol benzen thì sẽ tỏa ra nhiệt lượng là âm 3135,46 kilojoule. Ta viết lại nhé. Từ cái phản ứng đã có là đốt, đây là đốt 1 mol benzen này, 1 mol C6H6 đúng không? Thì tỏa ra cái nhiệt lượng, tỏa ra một cái nhiệt lượng là 3135,46 kilojoule. Vậy khi chúng ta đốt 1/78 mol benzen đúng không? 1 gram benzen có nghĩa là 1/78 mol benzen đó. Một C6H6 thì tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu? Thì tỏa ra một nhiệt lượng. Thì các bạn chỉ cần
lấy 1/78 này nhân chéo 1/78 nhân cho 3135,46 là chia cho 1. Nhưng nhiên lượng sẽ tạo ra là 1/78 này. Bạn nhân cho 3135,46 chia cho 1 thì khỏi khỏi chia. Ta bấm cái này nhé. Chúng ta có là 40,198, coi như là 40,2 đi, 40,2 kilojoule. Đấy, chúng ta đã tính được nhiệt lượng tạo ra khi đốt hoàn toàn 1 gram benzen, hay chính là 1/78 mol benzen. Yeah. Tương tự như vậy, ta sẽ tính cho đốt cháy hoàn toàn 1 gram propan. Thì đầu tiên các bạn cũng sẽ tính được số mol của propan trước nhé. Số mol của propan nghĩa là số mol của C3H8 này. Đấy, thế sẽ bằng 1 là gam và chia cho m lớn của propan. 3 x 2 là 3 x 12 là 36, 36 cộng 8 là 44. 1/44 mol. Rồi. Từ cái phương trình phản ứng số 2, ta thấy là 1 mol propan, 1 mol propan thì đốt cháy sẽ tỏa ra một cái nhiệt lượng là 2042,78 kilojoule. Ta sẽ nói như vậy, đốt từ cái phản ứng đó, ta thấy là đốt này 1 mol C3H8 thì tỏa ra một nhiệt lượng, tỏa ra nhiệt lượng là 2042,78 kilojoule. Vậy khi mà đốt 1/44, khi ta đốt 1/44, đốt 1/44 mol C3H8 thì nó tỏa ra một nhiệt lượng là bao nhiêu ha? Thì tỏa ra nhiệt lượng thì các bạn nhân chéo chia ngang, lấy 1/44 nhân cho 2042,78 sẽ được chia 1. 2042,78 chia cho 44 thì nó sẽ tỏa ra một nhiệt lượng là 46. thì kilojoule. Ok, vậy chúng ta đã tính được nhiệt lượng tỏa ra khi đốt hoàn toàn là 1 gram propan chính là 1/44 mol propan đó, thì tỏa ra một nhiệt lượng là 46,42 kilojoule. Vậy yêu cầu là so sánh nhiệt lượng thì các bạn thấy là căn cứ vào hai kết quả này thì các bạn sẽ tính vào nhé. Đấy, đốt cháy hoàn toàn 1 mol 1 gram benzen thì tỏa ra nhiệt lượng là 40,2, còn khi đốt hoàn toàn 1 gram propan thì tỏa ra nhiệt lượng là 46,42. Rồi, thì như vậy là các bạn sẽ suy được khi đốt 1 gram propan thì nhiệt lượng sẽ tỏa ra lớn hơn khi đốt cháy hoàn toàn 1 gram benzen. Như vậy là trên đây là chúng ta đã tính được cái biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành của các chất đầu và sản phẩm. Rồi. Chúc các em học tốt nhé.